Hỏa hoạn tại tòa nhà cao tầng Bảo Định, Hà Bắc. Dông bão dữ dội quét qua Bắc Kinh. Cháy lớn tại tòa nhà Chương Hóa, Đài Loan. Bão dữ dội ở Dallas, Texas, Mỹ khiến máy bay di chuyển. Động đất hàng loạt tại miệng núi lửa Las Canadas, Tây Ban Nha. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC, bản tin cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Hỏa hoạn tại tòa nhà cao tầng Bảo Định, Hà Bắc. Kính thưa quý vị và các bạn, vào trưa ngày 30 tháng 5, tòa nhà văn phòng Sở Giao thông Vận tải thành phố Bảo Định bất ngờ bốc cháy. Video cho thấy ngọn lửa dữ dội và khói cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Khói dày đặc bốc lên từ hiện trường và toàn bộ phần mái của tòa nhà gần như bị thiêu rụi và nhiều người dân đứng từ xa nhìn. Nhiều xe cứu hỏa đang tham gia chữa cháy nhưng ngọn lửa bắt nguồn từ nóc tòa nhà và nước của xe cứu hỏa không thể phun lên được nên ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Theo người dân địa phương cho biết, kho chứa vật tư trên nóc tòa nhà giao thông vận tải bốc cháy trước, sau đó cháy rụi toàn bộ. Ngọn lửa bùng phát vào đúng buổi trưa. Các cơ quan truyền thông thường mở cửa lúc 1 giờ 30 chiều nên trong tòa nhà có rất ít người và chưa rõ tình hình cụ thể. Sau khi đám cháy bùng phát, các tuyến đường xung quanh tòa nhà giao thông bị phong tỏa, các phương tiện phải đi đường vòng. Đến 13 giờ 25 phút, đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Dông bão dữ dội tấn công Bắc Kinh. Vào chiều ngày 30 tháng 5, bầu trời Bắc Kinh đột nhiên tối sầm, dông bão dữ dội và gió thổi mạnh khiến nhiều cây lớn bị bật gốc. Trong đó, quận Môn Đầu Câu, Chiêu Dương, Thạch Cảnh Sơn và những nơi khác đều hứng chịu gió giật cấp 10. Video cho thấy người đi đường bị gió thổi mạnh đập vào cột chặn đường. Người dân đi đường cho biết gió mạnh đến nỗi họ không thể đón xe và suýt thì bị thổi bay, khiến họ vô cùng hoảng sợ. Tại đài quan sát ngoại ô phía nam của trạm thời tiết cơ bản quốc gia ở Bắc Kinh cũng lên tới cấp 9 cho đến 18 giờ. Tại các khu vực địa phương miền núi, gió giật đạt cấp độ 11 trở lên. Video cho thấy, những công nhân đang lau kính bên ngoài tòa nhà đài truyền hình Bắc Kinh bị cơn gió mạnh bất chợt quét qua, khiến họ bị treo lơ lửng giữa không trung. Do mưa lớn, một số chuyến tàu trên tuyến 13 của tàu điện ngầm Bắc Kinh bị hoãn. Video cho thấy, vào buổi chiều tối, thời tiết ở Bắc Kinh đột ngột thay đổi và bầu trời tối sầm, xuất hiện bão dữ dội, gió giật cấp 9, ô tô chạy trên đường phải dựa vào đèn pha để chiếu sáng. Mưa lớn ập đến khiến cây lớn rung chuyển, ô tô điện, xe đạp bị đổ, thậm chí cả gốc cây lớn cũng bị bật gốc. Cháy lớn tại nhà máy Chương Hóa, Đài Loan. Thưa quý vị, vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại nhà máy chế biến chuyên sản xuất ghế massage tại thị trấn Đại Thôn, huyện Chương Hóa. Kiểm kê sơ bộ cho thấy khu vực cháy rộng khoảng 500m², toàn bộ nhà máy gần như bị thiêu rụi. Sau khi xảy ra tai nạn, người phụ trách nhà máy đã nhanh chóng gọi cho người thân và 15 công nhân viên đi sơ tán.
Video cho thấy khói đen từ đám cháy vẫn liên tục bốc lên, bay thẳng lên trời. Do vật liệu dễ cháy là bằng tôn, nên ngay cả người dân cách đó vài km cũng có thể nhìn thấy. Sở cứu hỏa cho biết đám cháy bùng phát trên tầng 2 của xưởng gia công ghế massage. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan điều tra cứu hỏa điều tra. Bão dữ dội ở Dallas, Texas, Mỹ khiến máy bay di chuyển. Vào ngày 28 tháng 5, cơn bão dữ dội quét qua Texas và vùng đông bắc phía nam Texas khiến cây lớn bật gốc, xe bán tải lật nhào, gây thiệt hại các tòa nhà, hàng trăm nghìn người ở Dallas bị mất điện. Một trường hợp tử vong do cơn bão đã được báo cáo ở Texas sau khi hai ngôi nhà được xây dựng bị sập do gió mạnh và mưa lớn. Video cho thấy gió mạnh khiến phần đầu của chiếc máy bay Boeing di chuyển. Các quan chức quận Dallas đã ban hành tuyên bố thảm họa trên toàn khu vực. Hơn 800.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên khắp miền Trung Bắc Texas không có điện do lượng mưa lên tới 2,5 inch rơi ở một số khu vực. Welcome to Texas. It's 5:45 and the tornado sirens are going off. Động đất hàng loạt tại miệng núi lửa Las Canadas, Tây Ban Nha. Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 27 tháng 5 đến 4 giờ 08 phút sáng ngày 28 tháng 5, mạng lưới địa chấn Canary ghi nhận một loạt địa chấn ở miệng núi lửa Las Canadas của Tenerife, bao gồm hàng chục trận động đất nhỏ, trong đó có 26 trận động đất đã được xác định. Các trận động đất có cường độ lên tới 1,2 độ Richter và xảy ra ở độ sâu từ 5 đến 10 km. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.